Chào mừng các bạn quay trở lại với sân vận động Đồng Hồng 2 để theo dõi trận đấu tứ kết thứ hai trong khuôn khổ của Hà Tĩnh Open năm 2020. Giải đấu được hóa sân với các cầu thủ bao gồm số 11 Trung Kiên, số 14 Quang Hợp, số 18 Quang Lập, số 22 Đại Dương duy trì sự tập trung của mình. Cú đá này của Đức Hùng, một cú đá với lực đi rất tốt, bóng hướng tới cột gần. Quỹ đạo bay của trái bóng thực sự tạo ra một thử thách không nhỏ dành cho thủ thành bên phía của Hương Sơn. Nhưng cho tới thời điểm này của trận đấu thì hai thủ môn vẫn đang chơi rất hay. Bóng vào vừa rồi là của Hoàng Đức. Chắc hơn đó là quả bóng vào của Văn Trường. Quả thực sự chất lượng của Đức Hùng. Chơi ở vị trí trung vệ phòng nhưng Đức Hùng sở hữu bộ kỹ năng của một tiền vệ trung tâm. Vâng lên lặng lẽ của đội trưởng Đức Hùng, cơ hội. Cột hay, không vào. Rất nguy hiểm, trọng tài thổi phạt cầu thủ của Hồng Lĩnh. Quá đáng tiếc dành cho Hồng Lĩnh trên tình huống vừa rồi. Bóng đã dội xà ngang ủng hành trong một tiếng nhưng bàn thắng tưởng chừng như chắc chắn sẽ tới. Người vừa dứt điểm có lẽ là Phan Nguyên Hạnh. Rất nguy hiểm, quả đá phạt bất ngờ dứt điểm không vào. Vẫn đang là cơ hội dành cho... Rất hay. Nguyên Hạnh đưa bóng vào. Dứt điểm, tỷ số là 1-0 cho Hồng Lĩnh. Người ghi bàn là Nguyễn Văn Trường. Một bàn thắng quá đơn giản của Nguyễn Văn Trường. Trước đó thì quả đưa bóng vào cực kỳ xuất sắc của Nguyễn Hạnh đã đánh bại hoàn toàn hàng phòng ngự bên phía của Hương Sơn. Thu Anh căng hợp chỉ có thể cản phá được tình huống đầu tiên trước khi không thành trống. Người thực hiện là Đức Hùng. Rất nguy hiểm. Một tiếng thủ môn bên phía của Hương Sơn đã chọn sai điểm rồi. Và cơ hội đã tới với Trần Văn Bình. Được chuyển rất hay. Dứt điểm, rất nguy hiểm. Và đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng của hiệp 1. Chúng ta sẽ cùng nghỉ dài lao trong ít phút trước khi... Chào mừng các bạn quay trở lại với sân bóng Đồng Hồng 2 để theo dõi hiệp 2 cuộc đối đầu giữa FC Hương Sơn và FC Hồng Lĩnh. Nguyên Hạnh, Phú Nguyên. Rất đáng tiếc. Khoảng trống lớn là Phú Nguyên thực hiện một quả đá cực kỳ chất lượng. Bóng đi chệch một chút so với cột dọc khung thành của FC Hương Sơn. Cùng dứt điểm. Quả đá vừa rồi là của Phú Nguyên. Bóng vẫn đang nằm trong chân các cầu thủ Hồng Lĩnh. Dứt điểm không vào. Vũ Văn Huy. Đây là Văn Hùng. Chúng ta đang diễn ra khá hay. Đức Minh. Dứt điểm không vào. Mất bóng rất nguy hiểm. Quốc Anh. Pha xử lý hơi tham của Quốc Anh. Quốc Anh có một lựa chọn tốt hơn, đó là đưa quả bóng vào phía bên trong cho Văn Trường. Đại Dương, Nguyễn Văn Hùng. Điều chuyển tốt của Văn Hùng. Lần đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhưng rất đáng tiếc, may mắn không bị. Cột xa rất nguy hiểm. Tỷ số là 2-0. Đó tiếp tục là Văn Trường. Một quả bắt vô lê tuyệt vời của Văn Trường. Và anh mang về cú đúp cho cá nhân mình. Cũng như đó là bàn thắng thứ hai dành cho Hồng Lĩnh ngày hôm nay. Và thời gian không còn quá nhiều nữa. Đó có thể là dấu chấm hết cho trận tứ kết ngày hôm nay. Hồng Lĩnh vươn lên dẫn trước 2-0 ở một thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Và rất có thể họ sẽ là đội thứ hai ghi tên mình vào bán kết của Hà Tĩnh Open năm 2020. Cú đá tuyệt vời vừa rồi của Văn Trường. Rất bình tĩnh. Trả bóng vừa rồi là của Thế Linh. Hoàng Đức Hùng. Được chuyền hay. Cơ hội Hoàng Đức Hùng. 3-0 cho Hồng Lĩnh. Quá đơn giản cho Hoàng Đức Hùng. Và đó có lẽ là dấu chấm hết cho trận đấu ngày hôm nay. Đức Hùng có một cơ hội quá tốt. Và anh thậm chí còn sâu kim thủ thành của đối phương trong pha chạm bóng cuối cùng. Đó có lẽ là dấu chấm hết cho trận đấu ngày hôm nay. Đức Hùng có một cơ hội quá tốt. Trong trận đấu này bàn hồi chọc kè rất hay. Qua người Đại Dương. Tỷ số là 3-1. Pha xử lý tuyệt vời của Đại Dương. Phú Nguyên. Được chuyền dài. Và chọn điểm rơi không tốt của Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng.
thêm một cội nữa cho Hương Sơn. Dứt điểm, quả rất nguy hiểm của Nguyễn Hùng. Và đó cũng là tình huống nguy hiểm cuối cùng trận đấu này. Tỷ số chung cuộc, FC Hồng Lĩnh đánh bại FC Hương Sơn với tỷ số là 3-1.